Thưa quý vị, sau thời gian cải tạo đất, xử lý nguồn nước nuôi, nông dân nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh đã thả giống, bắt đầu vụ nuôi đầu năm 2024. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khó khăn, chất lượng nguồn nước đảm bảo cho sản xuất khan hiếm, nên vụ nuôi đầu tiên của nông dân gặp không ít bất lợi. Những tháng đầu năm nay, thời tiết thường mang theo khí lạnh, hanh khô đã khiến người nuôi tôm gặp khó khăn. Nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm cao khiến tôm nuôi bị sốc, ăn kém, chậm lớn, dễ mắc bệnh và đường tiêu hóa. Đã có không ít hộ nuôi thiệt hại rất sớm sau thả giống khoảng một tháng. Không chỉ khó khăn về sản xuất, người nuôi tôm còn đối mặt việc giá cả đầu vào nuôi trồng thủy sản ở mức cao nên vốn đầu tư rất lớn, trong khi giá tôm thời gian qua cũng ở mức khá thấp. Rủi ro cao, chi phí sản xuất cao nhưng giá tôm thấp đã khiến nhiều nông dân e ngại đầu tư. Họ thả tôm cầm chừng và chờ đợi tôm có giá mới đầu tư sản xuất trở lại. Hôm nay thì nó cũng có vấn đề tôm rồi giá cả nó bị bấp bênh á. Thì này nuôi cũng không có lời. Nhiều người thì nói chung tôm thì cũng có nhưng mà giá cả thì nó không có, nó mắc giá thành thử cũng lỗ không. Muốn thì sao chứ nạo vét kinh rồi lại cho nó thông thoáng á, lấy nước cho nó được sạch. Để cho cái môi trường nó được ổn định á. Cái thức ăn nó cũng lên hoài luôn, thành thử làm sao cũng yêu cầu nhà nước làm sao cho giá cả cái thức ăn cho nó ổn định với thuốc men đó. Cái thuốc sử dụng tôm á. Làm sao nó ổn định với giá cả lên chút cho nông dân hơi đỡ. Theo ngành chức năng, năm 2024 là năm đầy thách thức của ngành tôm. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài sẽ tác động trực tiếp môi trường nuôi tôm và là tác nhân gây ra nhiều loại dịch bệnh trên tôm. Song song đó, giá tôm khó có thể phục hồi như nhiều năm trước do lĩnh vực xuất khẩu tôm của tỉnh cũng đang gặp khó khăn. Vì vậy, để có lợi nhuận, nông dân phải hết sức thận trọng, lựa chọn thời điểm thả giống phù hợp, kiểm soát tốt môi trường nuôi và chăm sóc kỹ lưỡng hơn cho đàn tôm. Dùng quảng canh cải tiến thì bà con mình cũng lưu ý là phải bờ bao phải chắc chắn, chúng ta phải chứa nước trên mặt chảng phải cao lên khỏi khoảng trên mặt chảng khoảng 6 tấc. Còn đối với cái diện tích siêu thâm canh thì giai đoạn này là giai đoạn vụ thuận. Tuy nhiên là bà con mình cũng cần phải ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để chủ động vào sản xuất, ứng dụng các cái công nghệ, các cái tiến bộ khoa học. Tuy nhiên cũng cần quan tâm cái việc bảo vệ môi trường trong cái hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh. Bà con khu vực ven biển thì cũng nên hạn chế thả giống trong cái thời điểm nắng nóng để hạn chế thiệt hại. Còn đối với các ngành chuyên môn của tỉnh thì tăng cường cái công tác quan trắc cảnh báo môi trường để kịp thời chủ động trong chỉ đạo trong cái hoạt động sản xuất ở những cái khu vực mà có khả năng nguy cơ cao. Thời tiết đang ngày càng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực chịu nhiều tác động. Hầu hết các mô hình nuôi như quảng canh, thâm canh, bán thâm canh, thậm chí là mô hình siêu thâm canh đều rơi vào khó khăn lớn. Ngành tôm của tỉnh đã và đang rơi vào tình trạng khó sản xuất, khó nuôi thành công, khó giảm chi phí nuôi và khó bán được giá.